Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình Những bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn ấn mục đăng ký kênh màu đỏ ở đây cho Lâm Rồi sau đó các bạn ấn vào phần hình quả chuông ở bên tay phải màn hình Rồi nhấn vào ô tất cả để chờ đợi những thông báo mới nhất từ video của mình nhé Hôm nay thì Lâm sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho tất cả các bạn về một cái ứng dụng giúp chúng ta có thể kiếm được thẻ cao ở đây hoàn toàn là miễn phí. Ở trong cái ứng dụng này thì nó có những thẻ cao giả sử nhà Viettel này, Villa và Mobi và cái mệnh giá rút của nó rất là thấp chỉ có 10.000 thôi là các bạn có thể rút được ở trên cái ứng dụng này rồi nhá thì đây là một cái ứng dụng rất là phù hợp dành cho những cái bạn nào mà muốn kiếm thẻ cao mà các bạn không muốn rút về ATM này, không muốn rút về PayPal thì các bạn có thể tham khảo qua cái ứng dụng ngày hôm nay Lâm chia sẻ nhá. Các bạn có thể lạp thẻ game hoặc là lạp vào sim điện thoại của bạn. Rồi bây giờ Lâm sẽ vào hướng dẫn này. Thì cái đường link tham gia thì Lâm sẽ để dưới phần mô tả của video. Đây các bạn có thể để ý này, khi các bạn ấn vào cái đường link thì nó sẽ hiện lên một cái giao diện như thế này này. Đấy cái ứng dụng Burin này. Đấy, ứng dụng Burin Hiện tại cái ứng dụng này nó đang rất là nổi nhá Có rất là nhiều bạn đang tham gia cái ứng dụng này rồi Cho thấy cái sự uy tín của nó rất là cao Rồi bây giờ Lâm sẽ hướng dẫn các bạn cách tải app Sau hướng dẫn các bạn là cách đăng ký nhá Ở đây thì nó hiện lên một cái phần đó là tải về ngay này Các bạn để ý nhá Nó hiện lên cái mục đó là tải về ngay ở đây Các bạn ấn mục tải về ngay ở đây cho Lâm này Sau khi các bạn ấn mục tải về ngay Nó hiện lên cái phần đó là ok Mình sẽ tải cái ứng dụng này về và mình sẽ chờ một lúc này nó đang tải nhá và sau khi tải xong thì mình sẽ ấn mục cài đặt đây các bạn để ý này như vậy là mình đã tải xong rồi mình sẽ mở nó lên này rồi, mình sẽ mở lên sau đó mình sẽ cài đặt ứng dụng này về các bạn nhớ để ý kỹ video giúp lâm nhá lâm hướng dẫn rất là chi tiết rồi mình sẽ chờ một lúc này nó đang cài đặt nhá và sau khi cài đặt xong ứng dụng thì lâm sẽ mở cái ứng dụng này lên và hướng dẫn các bạn là cách để các bạn có thể kiếm được tiền cao ở trên cái ứng dụng này rồi sau khi cài đặt xong rồi bây giờ mình sẽ mở cái ứng dụng này lên này Ứng dụng này hiện tại nó đang rất là hot các bạn ạ, rất là nhiều bạn tham gia rồi và hiện tại trong cái ứng dụng này nó cũng có rất là nhiều những cái sự kiện. Rồi sau khi các bạn mở cái ứng dụng này lên ấy, thì nó sẽ hiện lên một cái giao diện như thế này. Ở đây thì nó sẽ hiện lên một cái phần đó là đăng nhập ở đây này, mình sẽ ở mục đăng nhập ở đây nhá. Ở trong cái ứng dụng này thì nó sẽ có hai cái hình thức để giúp các bạn có thể đăng nhập. Thứ nhất là các bạn có thể đăng nhập qua Facebook này. Đây các bạn để ý này. Các bạn có thể ấn vào đây, sau đó các bạn đăng nhập bằng Facebook. Thứ hai, đây của các bạn có để ý bên dưới nhá. Cách đăng nhập khác này, các bạn ấn vào mục mũi tên. Ở đây thì các bạn có thể đăng nhập bằng cái số điện thoại của bạn đều được. Các bạn sẽ nhập cho mình cái số điện thoại vào đây, sau đó nó sẽ gửi một cái mã về về sim điện thoại của chúng ta ấy. Rồi chúng ta sẽ nhập cái mã vào đây rồi các bạn ấn vào mục đăng nhập. Đấy là dành cho những bạn nào mà muốn đăng nhập điện thoại nhá. Nếu bạn nào mà không có sim điện thoại thì các bạn có thể đăng nhập trên Facebook. Rồi bây giờ Lâm sẽ đăng nhập vào cái tài khoản Facebook của Lâm ở đây này. Rồi mình sẽ nó mục đăng nhập ở đây nhá. Rồi mình sẽ nó mục tiếp tục ở đây này. Mình sẽ chờ một lúc nhá. Rồi như vậy là mình đã đăng nhập thành công với cái tài khoản Facebook của mình. Rồi bây giờ Lâm sẽ hướng dẫn các bạn là cách để chúng ta có thể kiếm được cái xu ở đây. Sau đó các bạn có thể đổi ra thẻ cào ở đây nhá. Hiện tại Lâm đang có là không xu ở đây này. Các bạn ấn vào phần hình người đây kiểu như là cái phần trang cá nhân của bạn ấy Sau đó bây giờ Lâm sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nhiệm vụ này Các bạn có thể ấn sang cái phần bên cạnh này có một cái tấm thẻ ở đây này Đấy, Mình sẽ ấn sang đây Sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nhiệm vụ Các bạn kéo xuống phần bên dưới đây cho Lâm này Lâm sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể nhận được là 50.000 cái đồng xu này nhá Các bạn để ý có một cái mục nó là điền mã giới thiệu này đó, và các bạn có thể nhận được là 50.000 cái đồng xu ở đây Các bạn ấn mục Go ở đây cho Lâm này Ấn vào mục Go ở đây cho Lâm nhá Rồi sau đó nó sẽ hiện lên cái phần mã giới thiệu của Lâm ở đây này Giả sử bạn nào mà tải cái ứng dụng này theo đường link của Lâm ấy Thì nó sẽ hiện nên, hiện sẵn lên cái mã giới thiệu rồi Đó, SS này, ZGEX ở đây Sau đó các bạn ấn mục gửi ở đây cho Lâm nhá Để các bạn có thể hoàn thành xong cái mã giới thiệu Và các bạn có thể nhận được là 50.000 cái đồng xu đây em nó hiện luôn sang cái phần đó là nhận ở đây này đó, rất là nhanh luôn mình sẽ ấn vào mục nhận ở đây nhá rồi như vậy là mình đã nhận được của nó là 50.000 cái đồng xu mình sẽ ấn sang cái mục trang cá nhân của mình này để mình xem nào đây các bạn để ý này hiện tại Lâm đã nhận được của nó là 50.000 đồng xu và nó sẽ hiện lên cái số tiền của các bạn ở bên dưới này luôn nhá rồi bây giờ Lâm sẽ hướng dẫn các bạn là cách làm sao để chúng ta có thể kiếm được nhiều cái đồng xu ở trên cái ứng dụng này ở trên cái ứng dụng này có rất là nhiều phần để giúp các bạn có thể kiếm được xu ở đây này đây là những cái ứng dụng mà giả sử các bạn tham gia tải cái ứng dụng này về thì các bạn có thể nhận được những cái uh, xu ở đây cũng như là những cái phần quà tương ứng ở đây nhá. Rồi mình sẽ hướng dẫn sang phần này này. Ở à, bên cái phần này này, các bạn để ý nhá. Ở đây các bạn có thể điểm danh hàng ngày đây cho Lâm này. Đây nó có một cái mục điểm danh vàng vàng đây này. Mình sẽ ấn mục điểm danh ở đây. Rồi như vậy là Lâm đã điểm danh thành công và mình đã nhận được tiếp của nó là 5.000 điểm này. Tương ứng với là 5.000 xu nhá. Rồi mình x ra này. Ngoài ra ở đây còn có rất là nhiều những nhiệm vụ Các bạn đọc qua này Nhiệm vụ đầu tiên này đó, Hỏi đáp này Các bạn có thể tham gia hỏi đáp ở trong mục Go ở đây Thứ hai là các bạn có thể đọc một bài báo này Giả sử Lâm sẽ sang đây chọn một cái bài báo bất kỳ đi Đây mình sẽ chọn một cái bài báo này đi nha Mình sẽ đọc cái bài báo này này Đây mình sẽ ấn đây Sau đó các bạn vuốt vuốt lên vuốt xuống Đọc báo ở đây rất là nhanh các bạn ạ Lâm thấy đọc báo ở đây rất là nhanh Nó chạy rất là nhanh này đó, Sau khi này chạy hết này các bạn ấn phần đồng tiền ở đây cho Lâm rồi như vậy là mình đã nhận được Cỏ ló tiếp theo là 868 điểm Tương ứng với là 6, à, 868 đồng xu này Mấy ít cái chỗ này ra này Rồi mình sẽ quay trở lại trang chủ nhá Như vậy là Lâm đã đọc xong một cái bài báo rồi Mình sẽ quay trở lại này Đó, Như vậy là mình đã được cộng tiếp này Hiện tại thì Lâm đang có 5 năm 55.868 điểm rồi mình sẽ ấn sang đây mục này đấy vừa lấy Lâm đã đọc một cái bài báo rồi phải không cái nhiệm vụ này là nó yêu cầu chúng ta đọc một cái bài báo thì vừa lấy Lâm đã đọc một cái bài báo rồi bây giờ Lâm sẽ nhận được của nó là 10.000 điểm tiếp đấy quá là đơn giản thôi làm nhiệm vụ một lúc chúng ta đã kiếm được gần 100.000 điểm rồi đây bên dưới này cũng vậy này đọc một bài báo hàng ngày này các bạn có thể nhận được là từ 3.000 tới 8.000 điểm ở đây mình lại ấn vào mục tiếp tục nhận ở đây ở bên dưới này còn rất là nhiều phần, giả sử các bạn chia sẻ lên Facebook, các bạn sẽ nhận được tiếp là 10.000 điểm này. Đó, đọc 10 bài báo này, 10 bài viết này, các bạn nhận được là 30.000 điểm này. Đấy, những cái nhiệm vụ này tổng cộng mình đã được là tầm 200.000 điểm rồi. Còn bên dưới này nữa này, chia sẻ lên Facebook hàng ngày này. đọc một bài báo tiếp theo này, đọc 3 bài báo này, hầu như là chúng ta cứ đọc báo là chúng ta sẽ nhận được cái số kiểu như số điểm ở đây này. Bên dưới này còn có nhiệm vụ kiếm tiền lên tới là đây là 5 triệu điểm này các bạn để ý này Đó lên tới là 5 triệu điểm Nhiều chưa Đấy, rất là nhiều luôn Còn ngoài ra có một cái phần quà lên tới 10 triệu này Các bạn để ý này Hiện tại nó đang có một cái chương trình giới thiệu Mà các bạn có cơ hội nhận tới là 10 triệu nhá Mình sẽ nó mục Go ở đây này Mình sẽ chia sẻ qua cho các bạn cái phần này Ở cái phần này ấy, các bạn tham giả sử nha Các bạn tham gia giới thiệu ở đây này Các bạn có cơ hội nhận được 10 triệu ở đây nhá các bạn có thể kéo xuống phần bên dưới này. Đây là những cái phần giải thưởng này, giả sử giới thiệu một người này có cơ hội nhận tiền này. À, từ 2 đến 3 người và cái số tiền bên dưới này và từ 4 người đến 20 người các bạn có thể nhận được cái số tiền và tổng cái giải thưởng ở đây nó lên tới là 10 triệu nhá. Giả sử các bạn giới thiệu trên 150 người thì các bạn có thể nhận lên tới là 8 triệu. Đấy 8 triệu tiền Việt Nam đồng. Đấy rất là hay ở cái phần này. Giả sử như bạn nào muốn tham gia mời bạn bè thì các bạn có thể ấn vào mục giới thiệu ở đây cho Lâm này đó sau đó các bạn ấn vào mục copy đây cho lâm nhá ấn mục copy này là các bạn có thể sao chép được cái đường link giới thiệu của bạn sau đó các bạn có thể tham gia những cái nhóm kiếm tiền trên facebook này trên zalo này hoặc là trên telegram nhá các bạn có thể chia sẻ mời bạn bè và càng mời được nhiều bạn bè tham gia thì cái số điểm của các bạn rất là nhiều ở trên cái ứng dụng này và hiện tại nó đang có cái sự kiện mà các bạn có thể nhận tới là 10 triệu ở đây đấy rất là hay nên là các bạn không nên bỏ lỡ qua cái kèo này nhá rồi đấy là cái phần mà Lâm chia sẻ cho bạn Giúp các bạn có thể giới thiệu bạn bè Và các bạn có thể nhận được cái phần quà Ở trên cái ứng dụng này Ngoài ra thì các bạn có thể làm những nhiệm vụ Giả sử đọc báo này Chia sẻ bài viết lên Facebook này Hoặc là các bạn có thể tham gia những nhiệm vụ bên dưới này Dương kho báo kiếm tiền đây Ở đây thì nó tặng cho các bạn một cái phần quay may mắn này Mình sợ nó mục lúc kỳ đây này nó sẽ hiện lên một cái phần và mỗi ngày các bạn sẽ nhận được một cái vòng quay miễn phí ở đây này các bạn sẽ ấn phần miễn phí ở đây nhá để xem mình sẽ nhận được bao nhiêu điểm đây. Mình sẽ chờ một lúc nhá. Xem được bao điểm đây. Rồi như vậy là mình đã nhận tiếp được của nó là 8.888 điểm Đấy rất là hay Như vậy là mình đã nhận được rất là nhiều điểm rồi Mình sẽ ấn sang mục cá nhân này Và các bạn nên nhớ nhớ nhé Hàng ngày nhớ vào đây điểm danh cho Lâm nhá đó, Cái điểm danh này này Ngày 1 các bạn sẽ nhận được 5.000 điểm Và từ ngày thứ hai trở đi Cái số điểm của bạn nó sẽ tăng lên rất là nhiều này 8.000, 10.000 này 18.000 là ngày thứ bảy này Đấy, rất là nhiều mình sợ ấn sang mục cá nhân này rồi bây giờ Lâm sẽ hướng dẫn các bạn là cách đổi đổi cái đồng điểm này nhá ra thẻ cao các bạn ấn ở mục đổi quà ngay ở đây cho Lâm này ở trong cái mục đổi quà này ấy, thì nó sẽ có ba cái mệnh ba uh, cái nhà mạng ba cái nhà mạng để chúng ta có thể đổi thứ nhất là Viettel này thứ hai là Mobi thứ ba là Vinaphone này và cái mệnh giá đổi của nó rất là thấp thôi chỉ có 10.000 thôi là các bạn có thể đổi được rồi và mệnh giá cao nhất của nó là 200.000 ở đây khi các bạn đổi thẻ thì tiền thẻ nó duyệt rất là nhanh trong vòng một phút thôi là nó đã hiện lên cái mã thẻ rồi để các bạn có thể lạp thẻ điện thoại này hoặc là các bạn có thể lẹp lạp thẻ game nhá các bạn chọn nhà mạng này sau đó các bạn ở mục đổi quà này và thẻ 10.000 thì tương ứng với là 1 triệu 350 000 xu Thì vừa lấy Lâm làm nhiệm vụ một lúc trong vòng vài phút thôi Lâm đã kiếm được cổ ló đến 82 000 xu rồi Nếu mà bạn nào chăm chỉ chịu khó thì cái thẻ 10.000 đối với các bạn nó quá là đơn giản nhá rồi thì trên đây là cái video ngày hôm nay Lâm hướng dẫn và chia sẻ cho bạn giúp các bạn có thể làm nhiệm vụ cũng như là chia sẻ mời bạn bè để các bạn có thể kiếm thẻ cao hoàn toàn là miễn phí thì hiện tại cái ứng dụng này đang có rất là nhiều bạn tham gia rồi nên là các bạn có thể tranh thủ và chơi luôn cho lâm cho thấy cái sự uy tín của nó rất là cao nhá thì ở trong cái ứng dụng này bạn nào không hiểu thắc mắc gì thì các bạn có thể kết bạn qua zalo hoặc facebook với lâm lâm sẽ hướng dẫn thì video của lâm kết thúc ở đây bây giờ lâm sẽ sang quay một cái event và tặng thẻ cho một bạn may mắn nhất đây Bây giờ Lâm sẽ quay một cái event và tặng thẻ cho một bạn may mắn nhất nhá. Thì xem video đợt trước của Lâm có bao nhiêu comment đây. Thì bạn nào muốn tham gia event của Lâm các bạn nhớ để lại cho mình này. Số like kèm theo số điện thoại, nhà mạng, Viettel, Villa, Momo cho mình. Video đợt trước của Lâm có 194 comment. Bây giờ Lâm sẽ chọn ra một bạn may mắn nhất đây. Rồi xem bạn nào đây nhá. Rồi xin chúc mừng bạn sóng điện này. Số điện thoại là Momo thì sau khi video này Lâm sẽ gửi một phần quà qua Momo cho bạn. Thì video của Lâm kết thúc ở đây. Xin chào tất cả các bạn nhé.